Trưa ngày 18 tháng 9 năm 2017, hai tàu của Hải quân Hàn Quốc đưa 633 sĩ quan, thủy thủ cập cảng Tiên Sa thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng. Đến Đà Nẵng lần này có tàu khu trục Kangamchan do Đại tá Park Chang-ju làm thuyền trưởng. Đây là chiến hạm mang tên lửa, hạ thủy vào cuối tháng 3 năm 2006, hoạt động vào cuối năm 2007. Tàu có nhiệm vụ trinh sát, giám sát, tuần tra, chống ngầm, chống hạm, tấn công mục tiêu trên bộ. Khu trục tên lửa Kangamchan dài 150m, rộng gần 18m, cao gần 40m với trọng tải 5.500 tấn, biên chế 444 người. Tàu được trang bị 4 động cơ diesel và có tua bin khí, tốc độ tối đa 29 hải lý một giờ. Tầm hoạt động tối đa khoảng 6.500 km với khí tài quân sự hạng nặng gồm hệ thống tên lửa hành trình, hạm đối đất, đối không, đối hạm và đối ngầm. Bên cạnh đó là tàu Hoa Chơn do Đại tá Lee Jong-o làm thuyền trưởng. Đây là tàu làm nhiệm vụ hậu cần. Tàu hậu cần Hoa Chơn dài 134m, rộng 18m, cao gần 37m với trọng tải 9.132 tấn, biên chế 289 người. Tàu Hoa Chơn có nhiệm vụ cung cấp nhiên liệu, lương thực và các hoạt động cứu nạn cho các tàu tác chiến. Chuyến thăm hữu nghị của hai tàu Hàn Quốc nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Hàn Quốc nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương.